cả các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Winner 1/10 cái bản cũ, một cái cây vàng cây mê người xem bằng một cái dây chừng mong manh. Một biker Việt Nam đã quyết định dọn lại cái con Honda Winner phiên bản cũ của mình theo một phong cách di chuyển đầy phá cách, lựa chọn một cái tông màu cực kỳ ấn tượng khiến chiếc xe trở thành tâm điểm một khi xuất hiện ở trên phố. Khoác trên mình một cái màu vàng neon sáng chói làm nổi bật chiếc xe mỗi khi xuất hiện ở trên phố, dù ngày hay đêm. Bên cạnh đó, một số chi tiết chiếc áo được tháo bỏ để người chủ dễ dàng tinh chỉnh và vệ sinh khi cần thiết. Với một cái phần trang trinh, người chủ trang bị theo dầu Rainbow Fandor 2 bit để xứng, tuy nhiên vẫn sử dụng cho mình cái dầu zin theo xe. Phần thắng LS mang kích thước là 260, được bắt cố định vào đường trước thông qua những chốt ri nằm xe độc bảo. Phần động cơ được thay đổi khá nhiều để gia tăng sức mạnh, nên phần ống xả cũng được thay đổi theo phù hợp với cái bài độ của xe. Đây, người chủ đã hướng tới sản phẩm của AM kết hợp cùng với carbon 2 khúc, đem tới cái thức âm thanh quy lực và tối ưu hơn để lượng khí thải sinh ra từ động cơ vừa và cải tiến. Ở dụng cho mình bánh cầm nhìn nhôm Transboy đã giúp chậm được chiếc xe nhẹ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, người chủ còn thay luôn cả cái phần cắp nhôm với trọng lượng siêu nhẹ cũng như cực kỳ cứng cáp và kiên cố. Cái sự quen thuộc của cái cây phục YSS bình dầu rời phiên bản mới nhất hiện nay, với cái cách nhận biết là phần logo trên bình dầu được khắc trực tiếp chứ không phải là dán cái decal như trước kia nữa. Sản phẩm có cái chiều cao phù hợp cho Sonic Winner ở dụng, không cần chế cháo một cái chi tiết nào. Toàn cảnh về chiếc xe cho chúng ta thấy một số chi tiết dự nhãm được tháo ra. Tuy nhiên, người chủ đã bố trí bên trong và giữ sạch sẽ cho chúng nên nhìn cũng rất là thích mắt. Baro 1/10 2.9 nâng cấp dàn đồ chơi đắt đỏ. Các chiếc Baro 1/10 2.9 là phiên bản nâng cấp thành công nhất của Honda Indo, với rất nhiều cái sự thay đổi từ thiết kế tổng thể cho đèn pha trước, đồng hồ cho đến ống xả cụm về sau. Như vậy, nhiều người vẫn chưa hài lòng với thiết kế mới này nên đã quyết định chọn chiếc xe theo một phong cách chất hơn, hiệu năng tốt hơn và sang chảnh hơn. Cái điểm nhấn đầu tiên của con xe độ đó chính là cái phần cụm tăng tốc Dono để cút ngắn hành trình để chiếc xe đỡ bay nhanh hơn sau phần nguyên bản. Bên cạnh là cụm công tắc on off cùng với hiệu nhỏ gọn để cụm ra không quá lộ ra bên ngoài gây mất thẩm mỹ. Ứng dụng bao tay Spider làm chất liệu cao su cao cấp cho khả năng bám tay cực kỳ đã và chống trượt rất cao. Lọ bỏ luôn cái cụm Nissin nguyên bản, người chủ nâng cấp lên cái cụm tay phanh Rainbow Access ở dụng cái đoạn ống trong suốt để chứa dòng thẳng bên trong. Cách chơi này đang được rất nhiều anh em đi xe chuyển lựa chọn, vừa gọn lại nhìn cũng thích mắt. Ở dụng cái cụm tay con tiếp êm để làm phần tay thắng hệ thống phanh đầm sau của xe. Cuối tay thắng có một cái đoạn rãnh nhỏ vừa đẹp lại cho gió lùa qua, giúp cho xe thêm cái chút khí học. Trên cánh tay còn có chức năng chống gãy để giảm thiệt hại cái sự té ngã. Nhìn xuống cái dàn chân, ta thấy ngay người chủ ở dụng cái dầu heo kết nối và heo dầu Rainbow lực lớn 2 bit xứng đi cùng đĩa cho phơ cho tem. Hai món đồ chơi không thuộc thế giới phần cái nhỏ nên người chủ phải bắt chán tiếp một cái lòng và phát heo được làm được nhôm CC nhuộm đen vô cùng ấn tượng. Và cuối cùng là cục hoarding bình dầu rời nằm ở dưới, số cho mình chiều cao 330m, ở dụng được cho những chiếc Baro Bridge mà không cần phải chế cháo một chi tiết gì. Để thấy chiều cao chân cục nên nhiều em có dụng Vision Export hay là Luas cũng thích tận dụng để tạo cái sự nổi bật cho cái chiếc xe này. Qua đây ta còn thấy được một cái biển số có tiền cũng khó có dễ gì có được. Và giá của chiếc Baro 1/10 2.9 được cập nhật trong tháng 2 năm 2.9 trên dưới khoảng là 52 triệu đồng. Mức giá này chỉ chưa bao gồm thuế ra biển số. Cảm ơn các bạn theo dõi tiếp này để tiếp nhớ like, subscribe.